Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, coi như Đảng Dân Chủ đã gần chính thức chọn bà Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống của năm 2024. Một người vừa gốc da đen, vừa gốc Nam Á, tức là gốc Ấn Độ và gốc người da đen. Thì quý vị, khi mà chọn bà này thì đương nhiên là Đảng Dân Chủ cũng có mục tiêu của họ là muốn lôi kéo lại khối phiếu của người da đen. Sau một thời gian mà hầu hết phiếu của người da đen đã, không phải hầu hết mà ít nhất là đã chạy rất nhiều về phía của ông Trump. Đặc biệt là cho tới giờ phút này là khối phiếu người da đen gần như là có thể hơn 22% đã chuyển qua cho ông Trump. Và đây là khối phiếu chủ lực của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, việc chọn bà Kamala Harris thì liệu có thay đổi được suy nghĩ của người da đen hay không quý vị? Trong giai đoạn nền kinh tế đầy thách thức này, quý vị, đài truyền hình Fox News đã cho phỏng vấn những người xuất hiện trong cái cuộc rally của ông Trump. Hầu hết tất cả đều là người da đen và họ nói những cái suy nghĩ của họ và cho thấy rằng Đảng Dân Chủ vẫn đi trên mây trong việc mà họ tin tưởng rằng cộng đồng da đen là phiếu của họ. Quý vị, họ đã coi chúng tôi là điều hiển nhiên. Đó là một trong những lời phát biểu của những người cộng đồng da đen khi mà nói về Đảng Dân Chủ đã bỏ mặc tất cả những cái sự gọi là quan tâm của họ. Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục có cái sự ủng hộ rất đông đảo của những cử tri da đen trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump đã làm cho đảng này phải rung rinh khi mà coi lại cái bản đồ tranh cử. Họ xem chúng tôi là điều hiển nhiên. Đó là lời phát biểu của Anthony từ Kalamazoo ở Michigan đã nói về Đảng Dân Chủ. Và khi chúng tôi đã lên tiếng và chúng tôi nói là giọng nói của chúng tôi lên, họ đã không lắng nghe chúng tôi. Và trong đó thì Biden đã từng thắng 87% khối phiếu của người da đen năm 2020 so với ông Trump chỉ được có 12%. Tuy nhiên thì giờ đây ông khối phiếu của người da đen và người Hispanic đã bắt đầu loan báo là họ sẽ không còn ủng hộ cho ông ta kể cả khi ông ta tuyên bố không tái tranh cử. Chỉ có 69 người cử tri da đen theo tường trình của Fox thăm dò cho thấy vào đầu tháng 7 trước khi mà ông Joe Biden gọi là chấm dứt chiến dịch tranh cử của ông ta nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris nếu mà đối phó với ông Trump. Và cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Harris có thể cải thiện được một phần nào khối phiếu của người da đen để mà chống lại ông Trump. Trong khi đó thì phía đài truyền hình Fox News cho biết họ đã phỏng vấn với lại hàng chục người da đen trong cuộc rally với ông Trump vào tuần trước ở Grand Rapids và trong đó đang tìm kiếm. Và họ nói rằng Đảng Dân Chủ đã không hiểu được họ và cái suy nghĩ của họ. Không ai trong chúng tôi có liên hệ tới cái màu da của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của Germany từ Detroit. Họ nghĩ rằng giá trị này và họ làm sao nhìn thật thế giới. Và Henry đến từ cái cộng đồng có tên gọi là Battle Creek ở Michigan. Tương tự như vậy, ông lên tiếng và nói rằng không ai nghĩ rằng là họ sẽ đặc biệt ở trong cái màu da của họ và cái chủng tộc của họ. Quý vị không thể đối xử chúng tôi giống như là chúng tôi là một cái loài quái thú được mới nhất được tạo ra. Và tìm cách cho chúng tôi nghĩ rằng là tôi sẽ được xứng đáng hơn những người khác. Và tôi đã được đối xử khác với mọi người. Và chúng tôi chỉ là những người dân rất bình thường. Và quý vị, ở trong đây thì những người này đã lên tiếng và trả lời. Austin nói rằng Đảng Dân Chủ đã không thấy được cái sự thành công của mọi người. Và nói rằng nền kinh tế đã tốt hơn với triều đại của Trump cho thấy mọi người cần có cơ hội để thực hiện giấc mơ của người Mỹ. Không cần biết là họ nhìn như thế nào và cũng không cần biết họ đến từ đâu. Tất cả mọi người đều muốn thành công. Họ muốn có cái cơ hội ở trong cái tương lai ở đất nước Hoa Kỳ. Và nếu phong trào bảo thủ cho họ thấy rằng họ có nơi để tìm thấy được sự thành công của họ, thì quý vị nghĩ rằng họ sẽ đi đâu? Một số người cho rằng Đảng Dân Chủ đã gần như là đã không còn chú ý tới cái tiếng nói của người da đen. Tiếng nói và lá phiếu của người da đen từ lâu nay vẫn đứng bên Đảng Dân Chủ và tôi có cảm giác rằng họ coi đây là điều hiển nhiên và họ không cần quan tâm thêm nhiều. Và chúng tôi không thể bị đưa lên một cái nghị trình của xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi là những người thông minh, chúng tôi có khả năng và đừng bao giờ bỏ tất cả mọi người vào trong một cái hộp. Một người đàn ông đến từ Michigan, từ Florida nói rằng là
gần như là ông ta đã phát biểu ở trên đây. Và bên cạnh đó thì một người khác có tên gọi là Chris từ Detroit nói rằng đảng Dân Chủ nghĩ rằng là chúng tôi đang bị đổ vỡ. Họ nghĩ rằng là chúng tôi cần phải sự giúp đỡ. Không phải là như vậy, chúng tôi là những người làm việc siêng năng và họ sẽ không có lá phiếu của cử tri vàng nếu như mà họ không làm vỡ tất cả và là đổ vỡ tất cả lá phiếu cử tri của người da đen. Và Trump là tất cả mọi thứ. Và đây được xem là một trong những cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Fox News với những người da đen ở tiểu bang chiến lược ở Michigan và ở Detroit, quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng đảng Dân Chủ chọn Kamala Harris cũng có mục tiêu của họ. Thứ nhất là họ muốn lôi kéo lại khối phiếu của người da đen. Trước đó vào tháng 4 thì cuộc thăm dò của CNN chứ không ai khác đã cho thấy 22% khối phiếu của người da đen đã đổ qua ông Trump so với 12% của năm 2020. Tức là ông Trump đã tăng được 10% khối phiếu của người da đen. Trong khi đó Joe Biden được 78% khối phiếu của người da đen. Bây giờ rớt xuống còn 69%. Và phần còn lại là chưa quyết định hoặc là chọn một ứng cử viên thứ ba. Thì quý vị, khối phiếu người da đen từ xưa tới nay đảng Dân Chủ xem là hiển nhiên của họ. Và điều này đã chứng minh trong cái cuộc bổ nhiệm của ông Joe Biden. Quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng là người da đen. Tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ cũng là người da đen. Thì quý vị thấy Phó Tổng thống cũng là người da đen. Tức là ông Joe Biden tìm đủ mọi cách để bổ nhiệm những người da đen vào các vị trí quan trọng của chính quyền liên bang. Nhưng kết quả, lúc mà ông ta bổ nhiệm, lúc đó ông ta được 78% khối phiếu của người da đen. Lúc ông ta bổ nhiệm, vừa chọn bà Kamala Harris làm phó tổng thống nè. Rồi Lloyd Austin là người da đen. Ông Jack Brown là tổng tham mưu trưởng cũng là người da đen. Thì quý vị, có rất nhiều những người da đen ông Joe Biden bổ nhiệm trong mấy năm qua vào các vị trí của chính quyền liên bang. Nhưng kết quả, năm 2021, ông ta được 78%. Bây giờ tụt xuống còn có 69%. Lý do tại sao ông ta bổ nhiệm nhiều người da đen như vậy mà vẫn mất đi khối phiếu của người da đen? Đây là những lời nói của người da đen. Họ coi chúng tôi là điều hiển nhiên. Họ không lắng nghe tiếng nói của chúng tôi. Quý vị, những cử tri này là những người dân rất bình thường ở Michigan, ở Detroit. Detroit là nơi có một cái công xưởng xe, những cái hãng xe lớn nhất nước Mỹ. Và nghiệp đoàn của Detroit đó, nghiệp đoàn công nhân của Detroit đó quý vị, lên tới 150.000 người. Và chính thức những kẻ lãnh đạo nghiệp đoàn endorse cho phía của đảng Dân Chủ và Joe Biden bây giờ chuyển qua Kamala Harris. Nhưng tại sao cái khối phiếu người da đen vẫn sụt giảm và thậm chí họ tràn qua bên ông Trump? Từ 12% năm 2020 bây giờ lên tới 22%. Trong khi Joe Biden đã làm rất nhiều việc để mà xoa dịu, vuốt ve người da đen, bổ nhiệm tất cả những người da đen vào những cái vị trí quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng là nhân vật số 2 của nội các rồi. Bộ trưởng Ngoại giao nhân vật số 1 thì Bộ trưởng Quốc phòng là nhân vật số 2 rồi quý vị. Rồi Tổng tham mưu trưởng của Bộ Quốc phòng cũng là người da đen luôn. Phó Tổng thống cũng là người da đen luôn. Nhưng tại sao lại bị mất cái khối phiếu người da đen? Trong khi đó họ dồn qua ông Trump thêm 10%. Từ 12% tới 22%. Quý vị, câu trả lời rất đơn giản. Là những người da đen nói đúng. Họ coi chúng tôi là điều hiển nhiên. Là lá phiếu của họ, họ không quan tâm nữa. Và họ không cần lắng nghe chúng tôi nữa. Tức là đảng Dân Chủ đã không lắng nghe tiếng nói thật sự của cử tri. Gốc da đen. Tôi không nói gốc Latino. Gốc Latino bây giờ là ông Trump hơn hết. Lần đầu tiên có một đảng tổng thống đảng Cộng Hòa đã gác điểm trong cộng đồng Latino. Xưa nay còn hai cộng đồng này là của người của đảng Dân Chủ mà. Vừa là người Latino, vừa là người da đen. Bây giờ cộng đồng Latino chưa kể bà Kamala Harris lên chưa biết như thế nào. Nhưng lúc Joe Biden còn trong cái cuộc tranh cử, ông Trump gác tới 5 điểm, 48 trên 43 của cộng đồng Latino. Bây giờ cộng đồng da đen, ông Trump đang rút ngắn khoảng cách. Ông Trump đang rút ngắn khoảng cách lại và có thể tới cái mùa bầu cử, khối lượng cộng đồng da đen mà ủng hộ cho ông Trump có thể lên tới 30%. Quý vị, Joe Biden làm rất nhiều việc để mà vuốt ve cộng đồng da đen mà. Nhưng mà tại sao vẫn mất điểm? Vẫn bất điểm của người da đen. Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, thực tế cuộc sống. Vấn đề này là quan trọng nhất. Thực tế cuộc sống. Và vấn đề thứ hai, sự biệt bợm.
Tại vì cộng đồng Da Đen không cần phải bổ nhiệm người của họ vào các vị trí liên bang. Họ cần nhất là cuộc sống thực tế. Ngày đầu tiên Joe Biden lên làm tổng thống, ông ta ký đóng lại ống dẫn dầu Keystone Pipeline XL. 50.000 công nhân bị thất nghiệp. Và 50.000 công nhân đó, quý vị, 80% là người da đen. 80% là những người gốc da đen. Họ bị mất việc làm. Việc đầu tiên ông ta làm là chặn đứng công việc của người da đen. Rồi quý vị, người da đen, họ một là làm trong tất cả những công xưởng, những công ty lớn, từ những hãng thịt, từ những hãng xe, thì quý vị, họ là những công nhân của mình gọi là blue collar. Thì đa số người da đen chỉ có hai phần. Thứ nhất là làm việc trong cái kỹ nghệ của blue collar, tức là những công nhân làm trong các hãng xưởng. Những công nhân làm trong các hãng xưởng. Và thứ hai là những người làm tiểu thương. Những người làm tiểu thương là buôn bán nhỏ, là điều hành những cái công ty nhỏ dưới 10 triệu Mỹ Kim, tôi gọi là tiểu thương, tức là small business. Quý vị, Joe Biden đã đẩy một cái chương trình thúc đẩy kinh tế của ông ta nhắm vào giới tiểu thương. Ông ta cắt bỏ tất cả những cái quyền lợi của giới tiểu thương. Ông ta tăng thuế giới tiểu thương. Ông ta ra những cái chính sách về môi trường làm khó khăn cho giới tiểu thương. Kết quả quý vị, giới tiểu thương tại Hoa Kỳ đã disappear. Tức là gần như biến mất trong cái giai đoạn 4 năm ông ta cầm quyền. Mà người da đen thì có hai phần tôi nói. Phần thứ nhất là họ làm việc trong các công xưởng. Phần thứ hai là những người làm về ngành tiểu thương. Tức là những người buôn bán nhỏ, những người có những cái công xưởng sản xuất nhỏ, vân vân và vân vân. Và chủ tiệm shop, những cái barber shop, những cái tiệm salon hay là nhà hàng vân vân. Quý vị, những người này đã trở thành mục tiêu cạo tiền của Joe Biden. Và sau 4 năm Joe Biden làm tổng thống, họ mất sạch hết. Họ có những người đóng cửa nhà hàng, đóng cửa cơ sở thương mại của họ. Còn những công nhân blue collar thì đám nghiệp đoàn ủng hộ cho Joe Biden để đòi tăng lương. Kết quả chưa được tăng lương thì bị sa thải. Mặc dù đã thỏa thuận với lại phía của các công ty lớn để họ được tăng lương có nhiều phúc lợi hơn. Nhưng mà quý vị, chưa kịp được tăng lương, chưa kịp nhận thêm phúc lợi thì nhận giấy sa thải trước rồi. Bởi vì các công ty họ phải giữ cái quyền lợi của họ. Bây giờ bắt họ tăng lương, họ đồng ý tất cả áp lực của nghiệp đoàn. Nhưng mà cuối cùng quý vị, họ phải giữ cái quyền lợi của cổ tức, tức là những cổ đông. Do đó họ phải cắt giảm nhân viên. Và kết quả rất nhiều người đã bị sa thải. Và nhiều người bây giờ mất việc làm. Mà từ mất việc làm cho tới việc mất nhà cửa, mất xe cộ là chuyện đương nhiên. Cái quan trọng nhất của cử tri là cuộc sống thực tế. Cuộc sống thực tế làm sao họ giữ được tài sản của họ. Làm sao họ có cơ hội tạo ra tài sản. Đây là cái điều then chốt mà người da đen cần. Quý vị, trong cuộc thăm dò hồi tháng 4 và tháng 5 của tờ New York Times phối hợp với lại Siena College, trong đó những người da đen nói rất rõ ràng. Thứ nhất, chúng tôi quan tâm tới cái tài chánh trong gia đình. Tài chánh trong gia đình là điều ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thứ hai là cái môi trường sống của chúng tôi bây giờ nó nghiệt ngã hơn. Nó có nhiều tội phạm hơn. Và con cái của chúng tôi đã thiếu an toàn trong trường học. Một là phải gia nhập băng đảng, hai là bị băng đảng ăn hiếp. Và trên đường về nhà con cái tôi không còn được an toàn nữa. Bây giờ mỗi ngày chúng tôi phải tự lái xe đi đón con cái. Thay vì trước đây tụi nó có thể tự đi về nhà một mình. Nhưng mà bây giờ từ trường học và về tới nhà là cả một đoạn đường đầy nguy hiểm. Đầy nguy hiểm, nhất là những cái khu vực ở Philadelphia, rồi ở Detroit, quý vị, hay là ở San Francisco. Những nơi này, quý vị, bây giờ không dám cho con em mình tự đi học và tự về nhà. Đích thân cha mẹ phải đi đón. Trong khi họ phải bận rộn với công việc hàng ngày. Và đặc biệt là cái miếng cơm manh áo, tức là cái hóa đơn hàng tháng. Do đó, quý vị, gần như là cộng đồng da đen, họ đang phải nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đây chính là tiếng nói của họ. Họ cần có sự thịnh vượng. Họ cần có cái sự gọi là dồi dào về tài sản. Họ không muốn quan tâm và lo lắng quá nhiều
về vấn đề tài chánh. Joe Biden, Biden có bổ nhiệm 100 người vào chính quyền liên bang đi nữa, nhưng mà không giúp đỡ cho cả triệu người da đen thì cũng vô dụng thôi. Mà ngược lại, ông ta còn làm khó người da đen. Cái nghị trình về môi trường của ông ta khiến cho nhiều người da đen mất việc làm, đóng cửa các cơ sở của họ, bởi vì không đáp ứng được cái luật lệ mới, cái quy tắc mới của những ban ngành mà Joe Biden đã ban hành liên quan tới vấn đề môi trường. Rồi chưa kể quý vị, sự tham lam của đám nghiệp đoàn cuối cùng dẫn tới hậu quả công nhân bị sa thải. Công nhân bị sa thải là bởi vì các hãng phải giữ cái quyền lợi và cái lợi tức của họ hàng tháng. Họ đâu thể để sút giảm được. Và kết quả thì quý vị, người da đen phải đối diện với rất nhiều những thách thức. Từ cộng đồng ở Georgia, từ cộng đồng ở North Carolina, South Carolina, lên cho tới Michigan hay là Pennsylvania. Quý vị, bây giờ họ rất nỗ lực. Lúc trước, những người khách hàng da đen mà đi làm móng tay móng chân với những cửa tiệm Việt Nam đó quý vị, 2 tuần họ đi làm một lần. Họ còn có tiền chăm sóc cho cái móng tay của các cô, các bà. Bây giờ quý vị, 1 tháng, 2 tháng họ mới tới một lần. Thậm chí là có nhiều người không tới còn giật tiền của tiệm nail nữa. Họ không có tiền. Thì quý vị thấy đó, lúc trước 2 tuần một lần là còn được chăm sóc. Bây giờ cả 1 tháng mấy, 2 tháng trời mới có tiền đem bộ móng tay của mình ra cho các cô thợ Việt Nam vũa. Chưa đâu, lúc trước quý vị 1 tháng một lần họ còn đi chăm sóc cái mái tóc của họ. Bây giờ 2-3 tháng mới dám đi cắt tóc và làm gội đầu một lần. Là bởi vì không có tiền. Các chính sách kinh tế của Trung Quốc đã đẩy tất cả mọi người vào khó khăn. Không riêng gì cộng đồng da đen. Nhưng mà cộng đồng da đen là cái cộng đồng bị tổn thương nhiều nhất. Chưa kể quý vị, những công việc mà dùng bắp thịt thì bây giờ bị đám di dân bất hợp pháp nó cướp hết rồi. Đám di dân bất hợp pháp nó tràn vào Mỹ. Xong rồi quý vị, những công việc bắp thịt ở ngoài đồng, xây dựng, khuân vác, tất cả thì người da đen bị đẩy ra ngoài hết. Đám di dân bất hợp pháp này chiếm lĩnh hết. Tại vì họ lấy giá rẻ. Họ sẵn sàng lấy giá rẻ. Trong khi đó cộng đồng da đen họ quen cuộc sống ở đây rồi. Quý vị, đó là tôi mới kể những người da đen ở những cái thành phố đô thị thôi. Tôi chưa nói tới những người da đen ở khu vực nông thôn. Bây giờ có nhiều người đang sợ là họ bị kéo cánh đồng của họ. Có thể là một cái trại gà, có thể một cái trại nuôi bò. Có thể đó là một cánh đồng trồng bắp. Tại vì tất cả những cái tài sản này đều thuê mướn lại cái land của chính phủ, tức là đất của chính phủ liên bang, cho họ thuê mướn để mà khai thác về nông nghiệp. Nhưng mà tình trạng mà Joe Biden bỏ mặc cái ngành nông nghiệp, bỏ mặc hết. Bây giờ cái cộng đồng này, bây giờ quý vị, họ sản xuất ra được tài sản từ gà cho tới bò, cho tới sữa bò, cho tới kể cả những cái bắp hay là đậu nành. Họ bán không được. Và chưa kể là bắt buộc họ phải đóng cửa là bởi vì những cái luật lệ liên can tới môi trường siết chặt hơn và gây khó khăn hơn cho họ. Rồi họ bị nợ nần của ngân hàng. Họ không trả được các món nợ của ngân hàng. Tại vì họ phải vay tiền của ngân hàng để làm những cái chương trình nông nghiệp này. Bây giờ họ không còn tiền nữa. Không những không còn tiền mà sắp sửa bị kéo nhà, bị kéo luôn cái miếng đất mà họ thuê luôn. Tại vì không trả được cái tiền hàng tháng. Và kết quả quý vị, cuộc sống của họ lâm vào khó khăn. Đây chính là một trong những cái tôi nói với quý vị, là cái chính sách của Joe Biden đã khiến cho cả nước Mỹ lâm vào tình trạng này. Nhưng cộng đồng da đen bị tổn thương nhiều nhất. Nhất là cộng đồng da đen ở các khu vực nông thôn. Hay là các khu ổ chuột. Bây giờ quý vị, họ muốn đi phạm pháp, làm những chuyện vi phạm luật pháp để mà kiếm thêm tiền. Cũng cạnh tranh không nổi với đám di dân bất hợp pháp nữa. Tại vì họ không liều mạng bằng cái đám di dân bất hợp pháp. Ngay cả việc đi phạm pháp thôi, họ cũng mất luôn việc làm luôn. Tại vì mướn mấy thằng di dân bất hợp pháp rẻ hơn, liều mạng hơn, dám chơi hơn. Thì quý vị, do đó cộng đồng da đen dễ bị tổn thương. Và chính vì vậy, họ tiếc nuối cái giai đoạn của ông Trump. Và bây giờ tại sao mà Joe Biden khi lên bổ nhiệm tất cả những người da đen trong các vị trí chính phủ? Rất đông.
Nhưng mà cuối cùng cái lượng ủng hộ lại bị sút giảm đi, ngược lại nó chạy qua bên ông Trump. Đây chính là điều then chốt. Là cuối cùng quý vị, tất cả những cái trò đảng Dân Chủ và Joe Biden làm chỉ là mua cái hình thức bề ngoài mà thôi. Là cho thấy là họ ủng hộ cộng đồng da đen thôi. Mua cái hình thức bề ngoài thôi. Nhưng cái ruột bên trong nó vẫn như vậy. Họ vẫn coi cộng đồng da đen là một cái cộng đồng nghèo khó, lâu lâu ban phát cho một lần. Lâu lâu ban phát cho một lần, cho thêm chút đỉnh tiền này, cho thêm chút đỉnh tiền kia là đủ rồi. Họ nghĩ như vậy. Nhưng mà chính những người da đen nói, no, chúng tôi đâu có muốn hưởng tiền chính phủ. Chúng tôi là hard working family. Chúng tôi là những người làm việc siêng năng. Chúng tôi cần việc làm, tạo ra tài sản cho chúng tôi. Và nuôi cả con cái chúng tôi ăn học. Chúng tôi đâu có muốn sống nhờ vào đồng tiền của chính phủ. Quý vị, đó là suy nghĩ của những người da đen bây giờ. Kể cả những người ở đô thị cho tới những người ở khu vực nông thôn. Những người ở khu vực nông thôn là những người mà tôi nói với quý vị là giới tiểu thương đó, họ là chủ những cái trang trại, họ là chủ của những cái nông trại, những cái trại nuôi gia súc. Bây giờ tất cả đều khó khăn hết, thậm chí là có người phải khai phá sản, không còn cửa để chọn lựa. Thì quý vị, đây là điều then chốt của họ. Họ nỗ lực và họ muốn họ là một người được bình thường thôi. Tức là nếu họ đủ khả năng họ được mướn, không đủ khả năng thì thôi. Chứ đừng có coi vào màu da, ô tôi phải mướn người da đen bởi vì ảnh là người da đen. Quý vị, người da đen họ không cần những chuyện này. Họ không cần những cái trò gọi là ngoại hình này, những cái trò bao bì này. Họ cần nhất nội lực. Và quý vị, cái chương trình DEI cả trăm hãng ở Silicon Valley thuê những người da đen vô ngồi chơi không? Để có mặt hình dáng của người da đen trong công ty của họ. Bây giờ tất cả bị dẹp hết, họ sa thải hết những người này, họ sa thải hết những người này, tại vì họ mướn vô đâu phải để làm việc, họ mướn vô để cho người ta thấy là ô công ty của tôi là có đầy đủ màu da sắc tộc nha. Họ đâu có coi trọng người da đen làm việc đâu, họ mướn vô đó làm cái bình bông ở đó thôi. Bây giờ khi mà họ bị thua lỗ quá nhiều, họ phải dẹp bỏ chương trình này thì người da đen lãnh quả trước, họ bị sa thải trước. Tại vì lúc trước mướn họ vô đâu phải là vì họ có khả năng trong công việc, mướn họ vô chỉ vì màu da của họ. Cho nên bây giờ không cần thiết nữa thì sa thải ra. Cuối cùng người da đen bị ăn bánh vẽ. Họ nghĩ rằng họ được thăng tiến, nhưng cuối cùng sự thăng tiến đó là sự thăng tiến nhờ ban phát chứ không phải sự thăng tiến nhờ khả năng của chính mình. Do đó quý vị, nhiều người da đen đã vỡ mộng, nhiều người da đen đã bừng tỉnh. Họ thấy được những cái trò ma bùng, những cái trò múa võ bề ngoài, múa sơn đông mai bỏ của đám dân chủ. Vì vậy mà họ mới chuyển qua bên đảng Cộng Hòa, họ chuyển qua ông Trump. Bởi vì họ thấy thực tế 4 năm dưới chính quyền của ông Trump, ông đã hỗ trợ rất nhiều cho cộng đồng da đen mà ông không lên tiếng. Từ việc hỗ trợ cho tất cả các nông dân. Quý vị nhớ thời 2017 là ông Trump lên tiếng tối đa là phải bảo vệ cho nông dân, ổng bơm cả tỷ Mỹ kim vào cho cái ngành nông nghiệp. Quý vị, 80% nông dân ở Mỹ là người da đen. 20% còn lại mới là người da trắng thôi. 80% những nông dân ở các khu vực nông thôn đều là người da đen hết. Đều là ông chủ cho tới nhân công đều là người da đen hết quý vị. Do đó ông Trump không nói, ông không bao giờ ông nói ồ tôi sẽ bổ nhiệm người này người kia, tôi đứng bên cạnh. No, ông đã làm một cách thực tế. Ông bơm mười mấy tỷ Mỹ kim vào trong cái ngành nông nghiệp để hỗ trợ cho người da đen. Ông ra ông ép Trung Quốc, ông ép các nước khác phải mua lương thực của Hoa Kỳ. Thì quý vị, 80% chủ các nông trại và nhân viên làm việc trong tất cả các nông trại, các nông trường ở Mỹ này đều là người da đen hết. Đó là sự khác biệt và đó là lý do tại sao bây giờ cộng đồng da đen bắt đầu nghiêng về phía ông Trump. Là bởi vì họ thấy ông Trump không nói, ông không có nói bằng cái cửa miệng, ông làm thôi. Ông ban hành những cái luật lệ và ông trích ngân sách của chính phủ ra, ông tài trợ thẳng luôn. Ông tài trợ thì những người da đen họ có thêm tài chánh, họ vay được tiền của ngân hàng qua sự bảo đảm của chính phủ, họ vay thêm nợ,
họ sản xuất ra, rồi khi mặt hàng của họ sản xuất ra từ gà, bò cho tới bắp cho tới cái đậu nành, ông Trump lại đi ép ở bên ngoài phải mua các nông sản của họ. Thì quý vị, do đó họ có tài chánh, họ có tiền, bây giờ mất sạch hết. Bây giờ Joe Biden còn siết lại các cái ngành nông nghiệp là cái nào mà vi phạm môi trường hay thải chất thải ra môi trường hay là gây ô nhiễm môi trường là khóa lại ngân hàng không cho vay, gây khó khăn cho họ, họ không vay được tiền nữa, họ không bán được hàng nữa, thì bắt buộc họ phải đóng cửa hoặc phá sản thôi quý vị. Do đó tại sao mà bây giờ Kamala Harris lên, Joe Biden 4 năm nay đã bổ nhiệm rất nhiều người da đen mà cuối cùng cái lượng ủng hộ người da đen lại bỏ đi. Từ 78% năm 2020 bây giờ rớt xuống còn có 69%. Quý vị, rất rõ ràng. Rớt 87 chứ 87% chứ không phải 78. 87% người da đen bỏ phiếu cho Joe Biden mà bây giờ rớt xuống còn có 69%. Thì quý vị, cái chứng minh rất rõ ràng cho quý vị thấy, để quý vị thấy rõ là gì? Những kẻ đi theo đảng Dân Chủ chỉ dùng hình thức bề ngoài, múa sơn đồng mại võ để vuốt ve lá phiếu của người da đen và người da màu. Họ chưa bao giờ có một cái chính sách thật sự để hỗ trợ cho người ta tự tạo tài sản. Họ chỉ ban phát bơ bơ sữa từ cái nguồn của liên bang hàng tháng, rót theo kiểu nhỏ giọt cho những cộng đồng nghèo khó thôi. Họ không có một cái chiến lược giúp cho người da đen tự mình đứng lên, tự mình xây dựng ra tài sản riêng của mình, mà họ muốn người da đen phải sống thề lệ thuộc vào chính phủ nhiều hơn. Đây là bản chất thật sự của đảng Dân Chủ và nhiều người da đen đã nhìn ra. Họ nói tôi không muốn socialism, tôi không muốn xã hội chủ nghĩa là như vậy. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!